Thưa quý vị, sau một thời gian dài ảnh hưởng dịch COVID-19, thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực khôi phục các hoạt động du lịch với diện mạo mới mẻ, đảm bảo nguồn nhân lực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ để trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với du khách gần xa. Ngày 18 tháng 3, khu du lịch SunWorld Bà Nà Hills chính thức hoạt động trở lại. Theo đó, khu du lịch này đang trùng tu, bảo dưỡng và làm đẹp cảnh quan, đồng thời đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện nhiều hạng mục công trình mới như lâu đài Bà Nà, phục vụ các buổi biểu diễn và tuyến đường Carnival để đưa vào vận hành dịp 30 tháng 4. Bên cạnh việc làm mới các sản phẩm du lịch, khu du lịch cũng chú trọng vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng phục vụ du khách tốt hơn. Đội ngũ nhân sự đã gần như là sẵn sàng và họ đã được training đào tạo vẫn giữ lửa cho họ trong suốt cái thời gian mà Covid dịch bệnh như vậy. Và trong suốt cái thời điểm đó thì cán bộ nhân viên của SunWorld Bà Nà chúng tôi và cả những cái cán bộ nhân viên của làm dịch vụ của toàn Sun Group thì cũng đã gần như là không chỉ được đào tạo về chuyên môn mà họ còn được phát triển những kỹ năng, điều mà có thể khó làm được trong cái thời khi mà hoạt động kinh doanh bình thường. Hiện khu du lịch suối khoáng nóng núi Thần Tài đón trung bình khoảng 400 đến 1.000 lượt khách một ngày, hầu hết là khách lẻ đến từ thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận. Còn nhiều khách đoàn đến từ miền Bắc và miền Trung Tây Nguyên. Vì vậy, khu du lịch vẫn đảm bảo nguồn nhân lực để phục vụ du khách với nhân lực địa phương là chủ yếu. Đồng thời, để du khách an tâm vào môi trường vui chơi và nghỉ dưỡng này, khu du lịch đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án phòng chống dịch. Trong cái bối cảnh dịch bệnh thì là bên khu du lịch thì cũng đã chuẩn bị ví dụ như là khai báo y tế, những cái bình sát khuẩn để mà khi mà khách vào cổng thì mình có thể là kiểm soát được cái dữ liệu về khách để mà có những cái trường hợp rủi ro thì mình sẽ chủ động. Ngoài ra thì bên phòng an ninh y tế của bên khu du lịch cũng sẽ được tăng cường những cái điều dưỡng y tá để mà sẵn sàng thích hợp với lại điều kiện dịch bệnh. Vườn tượng APEC mở rộng được đưa vào hoạt động từ ngày 10 tháng 1 năm 2022. Với lối kiến trúc độc đáo, địa điểm này là một điểm nhấn của du lịch thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, khu vực này kết nối với tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, cầu Nguyễn Văn Trỗi, Trần Hưng Đạo. Và sắp tới, thành phố sẽ triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật dòng sông ánh sáng hai bên sông Hàn. Đây được kỳ vọng là những sản phẩm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Ngoài ra, Sở Du lịch Đà Nẵng đang triển khai các hoạt động truyền thông, xúc tiến thị trường bằng nhiều hình thức đa dạng, bắt kịp xu hướng của du khách, tận hưởng nền tảng trực tuyến Đà Nẵng Fantastic City, tổ chức các chương trình kích cầu du lịch phù hợp để kích hoạt trở lại các thị trường khách.